các bạn đã quay lại kênh của Tiền nha. Hôm nay Tiền đưa một số đồ nghề dụng cụ, nói chung là một cảnh nè, đi lên đó Tiền chia sẻ cho mọi người xem ha. Rồi nhưng mà lưu ý cho cái video, mấy cái hàng mà đựng trong cái mâm á là Tiền không có bán cái mâm nha, chỉ bán đồ nghề, bán đồ trong cái mâm thôi, không có bán cái mâm, không bán cái rổ ha. Trời ơi, bao nhiêu người khách đòi cứ mua cái mâm rồi mua cái rổ mà Tiền hoài chết luôn. Rồi thì hình thức thanh toán thì Tiền sẽ luôn nói là cái hàng thì sẽ ship COD ha, COD cho tất cả mọi người. Rồi ai mà chuyển khoản hai số cho lên thì Tiền sẽ bao ship. Còn COD thì cô chú anh chị tự trả tiền ship, mà tiền ship thì tầm 35k đổ xuống thôi, nặng nhất là nặng 35k đổ xuống thôi, cái tầm 30 à. Rồi Tiền sẽ cố định camera rồi. Chà, này chắc nó lặt như xong, lặt cái đụng nó gọi luôn, dắt luôn. Rồi cũng như vừa bán vừa soạn hàng nữa nên lên video không được nhiều. Có hai có mình làm thì như đây số rồi ha. Bắt đầu để Tiền vô số 1 là một cây kìm bấm cốt. Cái kìm bấm cốt này hiểu nó nè, cái kìm này còn đẹp lắm nha. Cái này á già rồi biết xong, tay Tiền bị dính cái này nè, cái cầm vô nó bị dơ á, bóp lại nó mới mở ra nè đó nha. Còn mới luôn ha nè, còn số còn đồ đi rõ ràng luôn ha, đủ mẹ nó. À đây chết rồi, dầu nó vô đây thì nó sẽ tuột ra cái này. Dầu ngâm dầu vô đây nè, nó tuột cái này ra. Rồi Tiền đo cái xi dài cho nó. Cây này dài 26 nha. Đó. 55 56. Đó rồi, số 1 là 180k ha. Rồi cái cây này là Tiền thanh lý luôn nè. Cây này biết sao không? Nó cũ á, nó cũ ngoại hình. Ngoại hình nó không có được đẹp bay hết. Ba cây 350 nè, cây này là 300.000 nè, mà cây này ra thanh lý 180. Tại vì ngoại hình nó không được đẹp. Ngoại hình nó không đẹp nhưng mà răng nó ok ha. Để Tiền cho coi cái răng nè. Thì cũng có mấy anh nói bảo là quan trọng là cái răng nó không bị mòn thôi, chứ còn ngoại hình thì không thành vấn đề. Đó, răng nó còn ok, không có bị mòn. Rồi 180k luôn. Số 2. Số 3 là hai cái mũi khoan. Hai cái mũi khoan không dài, cây này cây mũi khoan số 15. Số này số 12. Đó. Mũi đó nè. Cái khoan này dài dài 50. Khoan này dài 50. Đó, hai mũi khoan này 100.000. 100k. Ai chốt. Rồi búa luôn, búa tới số 4, búa nè. Một combo búa 4 cây. Cây này sơn.
mi mini nhỏ xí xì xì. Cây này đẹp long lanh. Cán còn đẹp luôn, tem cũng còn luôn. Đầu không tà luôn ha, bóng lửa. Cây này đẹp nhất luôn, cây này đẹp nhất trong này. Đó, rồi nguyên combo. Bố này 200k. Số 4. Cô bác anh chị nào thích hợp số nào xài thì cứ alo cho Tuyền ha. 3 số thì sẽ free ship. 2 số chuyển khoản bao ship luôn. Rồi. Đó, cán còn tốt. Một cái búa đầu tròn. Công nhận cái thép của nó đẹp lắm, xanh vườn, kiểu xanh xanh luôn. Cán cũng còn ok luôn ha. Một cây đầu trâu. Đó, cây đầu trâu này cán cái bọc nhựa ngoài nó mất rồi. Đó. Thấy cây này là dài, cán dài tầm 3 tấc hết. 3 tấc hết. Rồi. Combo 3 cây này. Đâu rồi, số rồi. 3 cây này số 5, 200k. Số 6, một cây búa tạ 1 ký gữ. Búa tạ này đẹp nha, không không tà, không mòn. Nó có cái logo. Logo Nhật ở đây. Toàn là búa Nhật thì nó có búa Nhật thì hầu như là nó toàn cán cây á. Mà cán này thì nó không còn đẹp lắm. Cán này không còn đẹp lắm. Rồi búa tạ này 1 ký gữ 150k. Rồi số 7. Số 7 là một combo đầu búa. Combo đầu búa 2, 4, 5 đầu 200k luôn. Cái này cái búa đầu bi. Cái này thì nó bị tà cái đầu ha. Cái này thì nó xấu, không đẹp. Xấu hơn tôi. Cái búa đầu tròn. Cái búa đầu tròn này đẹp, tương đối ok. Cái này đẹp nha. Cái này nặng à. Cái này chắc có nửa cái lô. Rồi mới khen nó đẹp nên nó xích mẻ bên. Đó. Hình này ha. Rồi một cái búa hình dạng này luôn. Cái búa gì đầu dưới đây. Búa gì ngộ lắm, nó mỏ dài sọc. Rồi cái chữ nè, cái chữ nên nè. Đó. Rồi. 5 cái đầu búa này số 7 2 4 5 cái số 7 200k. Số 7 rồi, số 8. Số 8 là bộ dao. Dao nhỏ, dao lớn, dao các kiểu. Đây, một cái dao gọt trái cây. Một cái dao màu hồng. Gọt kiểu gì á. Trời, cái dao này đẹp ghê không. Trời, cái chữ nó khắc nè. Dao gọt kiểu không. Cái này. Rồi 2, 4, 6 cây dao này 120k. Bán rẻ đi nhanh. Rồi số 9. Số 9 là combo cái gì đây. Một cây gọc giấy. Cái này mắc cái đuôi rồi. Một cây bấm móng. Cây này bấm móng tay. Không có bán cái mâm nha. Trời ơi, nói lần nữa không có bán cái mâm. Mấy anh mấy chú cứ đòi mua cái mâm hoài. Không có bán, mua rồi lấy gì đựng. Cái dao gọt trái cây, kéo gọt cắt giấy. Mua gì một combo gì về phát cho mấy đứa em nhỏ, đứa con cháu gì đứa ăn cây. Rồi kéo này để cắt trong bếp luôn, cắt hành, cắt đồ trong bếp luôn. Đó, có 120.000 xài muốn cả gia đình luôn. Trời ơi, số 9, số 10 chừa là cái mâm nha. Cái dao
kéo luôn, kéo bốn cái kéo, một cái dao, một cái mắm móng, một cái gọc giấy luôn. Rồi gọc giấy này cute à, dễ thương. Rồi số 10 120k, chỉ có nhiêu đây thôi, chừa lại cái mâm nhắc hoài luôn á. Số 11 là một cái mắm giấy hết ghim mẹ nó rồi. Ruột gà nó còn cái lò xo nó vàng ok là được rồi. Một cây nhíp, trời ơi cái nhíp mày nhổ cái gì đây. Một cây một cái mắm giấy, gọc giấy, trời ơi cây đẹp dễ sợ. Rồi cái màu cam nữa chứ, cái màu mình thích. Một cái kéo, hai cái kéo, cái dao gọt cái cây, mấy cái này về mài lại mấy anh ơi, mấy anh mấy chú về mài lại xài bén. Rồi số 11 120k. Số 12 là một cặp cảo. Cây cảo này phần làm gì ta, mình phải đo chứ. Để đo nó dài nhiêu ha. Đây 30 30 ha. Bề ngang là 1 tấc. Bề ngang nè, 1 tấc á. Cái này đẹp nha, nhận lên nhận xuống ok ha. Kéo xuống luôn lên. Đó. Rồi cái cây này cũng y chang vậy luôn. Cây này nó mới hơn. Ủa cây này dài hơn. Cái này 32 rồi. Bề ngang thì chắc tấc. Đúng. Nhận lên nhận xuống ok. Rồi số 12 150 một cặp này. Số 10 ủa? Số 13. Số 13 là một cặp cảo. Xiết lời cái ngắt luôn. Cái này nó có hiệu gì đây? Hiệu nè. 450ml nè. Đó, hiệu hai con ngựa. Ủa phải hai ngựa không? Thấy con ngựa đâu, không biết mấy con nữa. Hai cái cặp cáo này rất là mới luôn. Dặn ok đó, cái này hai cây nó y chang nhau luôn á. Đây nè, 450 luôn ha, dặn ok luôn. Rồi cặp số 13 170k. Số 14 là hai cái khoét, hai cây khoét. Hai cây, cái cây này để coi khi nó nhiêu đây. Đấy đây em ta. Cái số gì còn ngoài ra cái số này còn số nào nữa không? Đúng rồi. Trời, có số 70 đây nè. Rồi, cái khác nè ha, cho coi cái răng. Cái này không có vệ sinh được. Cái này thì nó phát lỗ lớn mà nó cạn. Có đóng chữ cho bằng luôn nè. Cái này 120. Đó. Rồi ha, hai cái này tiền bán 150k. Rồi thích hợp xài. Mười mấy hả? 14 à? 4, 10, 10, 10. Rồi tới combo nữa ha. Combo đầu nghề.
Rồi. Trời ơi, con có cái hàng đó trong nhí hả? Cái combo số 15 ha, combo kìm giúp để đổ ra rồi hút vô ha. Đó. Giúp nè. Ba cây trừ, hai cây cộng. Một cái lục giác 8. Chìa khóa 22 19 21 23 10 12 14 17. Cái kìm cắt này nó xấu quá. Màu mờ sao? Cái này nó xài sơ sơ được. Rồi cái kìm cộng lực, kìm cộng lực của top này nó chày chày lưỡi không mẻ ha. Rồi cái lưỡi con khích ha. Phía sau mấy cái này nè, chà mà cái bao tay dơ, chà nó sạch rồi, bao tay dơ da băng nè, chà nó sạch rồi nó cũng dính vô à, nhưng mà cái thân nó vẫn thép ok ha. Rồi số 15 200k 16. Đó, combo này mua một cái combo này là về thoải mái xài đủ trong nhà luôn. Trời ơi, cái camera sao nó mờ mờ ta. Đây. Cái kìm bấm này nó cái kia xui rồi, cái này nghe nó bấm nó nghe vậy nè. Đó, cái hiệu của nó MCC. MCC ha. Đấy. Một cái kìm. Một cây lục giác 8. Rồi hai cây trừ, hai cây cộng luôn. Cái này cái gì đây? Chuỗi đẩy gì đó. Trời ơi, một cây kìm nhọn. Ôi da, sao cái cây này đâu ra đây mà đẹp thế. Biết sợ hàng, biết nó mờ mắt luôn, không biết luôn á. Cây kìm nhọn 15. Cắt còn ok luôn. Trời, nguyên bộ màu xanh luôn. Hay thiệt. Không nhớ mà mình hay thiệt. Cái này 25 phần 32, 7 phần 8 là số mấy thì không biết. 19, 21 14, 17 12, 10 14, 12. Làm gì để gần quá nó là. Rồi 16, 17. Mười bảy hai cây trừ, ba cây cộng, dít một cái kìm, một cái kìm điện. Cái kìm điện này còn ok, chữ nó bay đâu có tiêu rồi. Kìm này xay để đo 18 găng mà, găng còn xài được, lưỡi cũng còn y nguyên. Rồi một cây kìm nhọn, kìm nhọn này là coi như là nó mòn hết trơn găng rồi, bên mòn bên còn, cắt cũng còn luôn. Chìa khóa thì 24, 27. Mấy cái chìa khóa này thì không có vệ sinh nha, cho nên nhìn nó dơ. 14, 21 8, 10 17, 19 17, 14 rồi. 17, 200k 18 chìa khóa 8, 10 nè. 19, 17 hai cái này 17, 21 mà nó mở không gì, mở ốc gì ngộ quá không biết. 21, 19
12. Ôi hai cái này hai cái 10 12 luôn ta. Ủa, cái này 8 10, cái này 10 12. Dít. Một cây dít kiểu giá. Rồi 2 trừ 2 cộng. Kìm luôn, một cái kìm nguội. Cái kìm nguội này siêu đẹp. Kiểu nó nè, 265. Cây này 18. Cây này đẹp nha. Cây này răng cũng đẹp luôn. Lưỡi cắt ok luôn. Rồi một cây kìm cắt. Kìm cắt này cái lưỡi trong đây nó hơi mòn mòn. Cái này còn cứng quá. Mày xịt chai G7 vô nó mới mềm nữa. Rồi số 18 200k. Số 19 là một cái búa. Búa hai đầu tròn. Búa nhìn bóng thấy sợ. Một cái kéo cắt tôn. Kéo cắt tôn sống nha. Kéo kiểu cắt sống. Đẹp, kéo đẹp. Dít. Đây nhiều dít đây. Trừ cộng cộng trừ. Rồi một cây lục giác luôn. Cây này 28 dư 26. 17 19 8 10 17 14 14 12. Trời ơi. Lựa mấy cái số không trùng nhau mệt lắm luôn á. 19 rồi, số 20. 20 là nè, bao nhiêu người hỏi một cái mâm. Đừng hỏi mua cái mâm nữa nha. Cái điếu này chắc 21. Trời cái búa nè. Cái búa này chắc búa đi vườn quá. Cái búa này xới đất mà cào đất được nè. Cái này hàng cái mũi chim. Đó, hàng cái mũi nhọn quắt vô vậy làm gì? À, rồi một cây cây 300. Lục giác. Ba cây lục giác. Lớn nhỏ ha. Một cây kèm. Như kèm điện. Kèm điện. Cây này răng còn ok ha. Cái lưỡi cắt thì nó có hơi dấu. Cái chỗ cắt thì nó có dấu. Cây lục giác. 27 10 12 19 21 8 8 9. Trời ơi có 8 9 luôn kìa. 14 17. Rồi số 20. Rồi 20 21 là mã số cuối cùng. Là bộ bánh xe. Bộ bánh xe lớn. Bộ bánh xe này là 150 luôn á. Đó. Cái bánh xe này bằng sắt ha. Đó, đẩy rất là nhẹ ha. Nhưng mà nó không có khóa nha. Hai bánh này là toàn là bánh trơn không. Nó duy nhất có một bộ thôi. Cái bánh này là duy nhất. Mấy bánh lớn là duy nhất có một bộ thôi. Kiểu dáng nó vậy nè. Đó. Nó cao là 2 phân ha. Bốn bánh y chang nhau vậy luôn. Đó, bốn bánh y chang nhau. Da băng nè. Cái bộ này là 8 kg. Một nó cao. Bánh nó là 150 nhân 45 nè. 150 nha. Ngang 45. Cao là cao 20. Đó, thì cái bộ bánh này là 8 kg. Cái này bánh còn khá đẹp nha. Đó, cái nào cũng có in da băng hết. K150. Đó, quay nè. Rồi, cái bộ bánh này là bộ bánh cuối cùng. Số cuối cùng là số 21. Đó, bánh tiền cái số rồi. 21 là 500k. Rồi, cái này nó có một bộ này thôi.
sách cho. Rồi ai thích hợp xài màu nào thì alo tiền. Rồi đã xem xong ai coi xong cho tiền xin một cái like nha. Rồi xin chào mọi người, chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ.